xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin làm đẹp từ xứ sở kim chi tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những màu son mà được các cô nàng rất yêu thích của bà xe Velvet Lip Tint. Đó chính là Pink Black hay còn gọi là hồng đào. Trời ơi, đây phải nói đây là một trong những bí kíp tủ của những cô nàng mà yêu thích phong cách trang điểm kiểu kẹo ngọt, ngây thơ và dễ thương. Và màu Pink Black này đúng là một trong những màu mà phải nói rằng là mang một màu sắc đặc trưng của base Velvet Lip Tint luôn. Bây giờ thì thôi chúng mình cùng đi vào xem màu Pink Black này như thế nào nhá. Và với dòng son base Velvet Lip Tint này thì nó đều có một cái điểm chung, đó chính là với cái thiết kế dòng da sau này thì nó rất là giống nhau. Và quan trọng hơn hết đó chính là màu son vô cùng đẹp và lên cũng rất là thơm, cầm cũng khá là vừa tay. Và giống như các chị em khác của mình thì base Velvet Lip Tint màu Pink Black hay còn gọi là hồng đào này thì có cái phần chổi cọ như Oanh nói rồi, nó khá là giống nhau và chổi cọ đánh khá là đều son trên môi. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng xem là màu nó son nó lên sẽ thế nào nhá. Đây là màu son. Mọi người thấy màu này thế nào? Bản thân Oanh thì Oanh cảm thấy rằng là cái màu hồng đào này là một trong những màu mà hợp với những cô nàng mà da trắng mà muốn trang điểm theo kiểu dễ thương, ngây thơ, kẹo ngọt. Và giống như các video trước Oanh đã có nói, base Velvet Lip Tint là một trong những dòng son vô cùng thành công trong việc mô phỏng lại chất son bên trong ở phần thân bên ngoài. Và thế nên là nó sẽ dễ dàng trong việc là chúng mình chọn được màu son ưng ý với bản thân. Và với màu son base Velvet Lip Tint này đây, các bạn có thể nhìn thấy màu khá là giống nhau đúng không ạ? Và giống đến 90% luôn. Quan trọng hơn hết đó chính là với màu hồng đào này thì khi mà chúng mình đánh thì nó sẽ chỉ sau từ khoảng 3 đến 5 phút thì từ lớp bóng nó sẽ chuyển sang lớp chim bóng, nó sẽ chuyển sang lớp lì và son của mình nó sẽ hiện lên một màu rất là đẹp. Và quan trọng hơn hết nữa là với dòng son này thì chúng mình có thể đánh được từ lòng môi cho đến là viền môi. Tuy nhiên, Oanh phải lưu ý một phần, đó chính là khi mà chúng mình đánh lòng môi, chúng mình cần phải đánh đậm. Bởi vì nếu không đánh đậm thì sẽ không hiện mấy đâu. Và một điều nữa đó chính là Oanh cảm thấy rằng là dòng son này thì nó lì. Khi mà nó lì nó vẫn giữ lại được một cái độ ẩm nhất định trên môi của mình và không gây ra tình trạng khô môi, bị bong chóc vảy môi hay là khiến môi của chúng mình bị nứt nẻ, toác ra đâu. Bởi vì dòng son base Velvet Lip Tint này rất thành công trong việc mà vừa giữ được lớp son lì trên môi mà lại vừa để được một cái lớp dưỡng cho môi của chúng mình luôn mềm mại. Và với cái việc mà dòng son màu hồng đào này, khi chúng mình mà đánh tràn viền môi thì Oanh thấy có một vài bạn chia sẻ hình ảnh mà khi mà make up lên rồi và đánh tràn viền môi với màu son này, đánh theo kiểu là môi dày khá là đẹp. Trời ơi, nó lên nó rất là đẹp luôn và tạo ra một cái độ bóng cũng như là căng mịn nhất định trên môi của mình. Và điều này thì cũng dễ hiểu tại sao cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù có rất nhiều dòng son ra đời rồi nhưng base Velvet Lip Tint vẫn giữ được vị trí nhất định trên thị trường và được các cô nàng lựa chọn sử dụng dòng son này, bởi vì độ chất lượng của nó thì phải gọi là đạt thang điểm 10 rồi. Và một điểm nữa Oanh sẽ nhắc lại, trong bất cứ video nào Oanh cũng sẽ nhắc để các bạn có thể phân biệt được dòng sản phẩm chất lượng và dòng sản phẩm fake hay còn gọi là nhái đấy. Đó chính là chúng mình có thể sử dụng bằng cách là check code ở trên thân son đây, hoặc là chúng mình cũng có thể là check qua cái mã này. Đây chính là cái mã vạch. Và quan trọng hơn hết một điều nữa, nếu mà cái này thì Oanh có lẽ là Oanh không cần nói, các bạn cũng sẽ biết, tuy nhiên thì Oanh vẫn sẽ phải nhắc lại, đó chính là để tìm được màu son phù hợp cũng như là tìm được dòng son, màu son của base Velvet Lip Tint mà bạn đang cần thì phần bên trên này nó sẽ ghi tên ở đây, nó sẽ có chữ ở đây. Chẳng hạn như là màu hồng đào này nó sẽ để là Pink Black. Và với việc này thì các bạn sẽ dễ dàng tìm được màu son mình cần. Và một điều nữa đó chính là hãy kiểm tra kỹ phần đế. Hãy kiểm tra kỹ phần này trước khi bọn mình mua son nhá. Bởi vì phần này nó sẽ biểu hiện kỹ lên cũng như là ghi chú nhà sản xuất cũng như là màu son và hạn sử dụng. Và quay trở lại với màu son thì các bạn thấy màu này như thế nào?
Oanh thấy cảm thấy khá là đẹp. Cũng như là màu này thì lên rất là chuẩn, phù hợp với những cô nàng mà muốn make up theo kiểu là dễ thương. Chính vì vậy, đừng bỏ qua dòng son này trong bộ sưu tập của mình nhé. Và tất nhiên để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn hãy đến siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ để được tư vấn kỹ hơn. Và hy vọng với những thông tin Oanh đưa ra trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết cách đánh son cũng như là chọn dòng son hồng đào cho mình. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!